con, hôm nay mình xin giới thiệu bà con một sản phẩm là hộp đựng giấy vệ sinh của Saraya, mã là BHG400. Mình tiến hành khui hộp nha. Hàng của Saraya thì chất lượng nhựa của họ là rất là ok, sản phẩm mẫu mã đẹp. Để mình đo chiều dài chiều rộng luôn. Khoảng 280 mm, 280 luôn, vuông luôn. Bộ sản phẩm của nó thì có các giấy tờ để bên trong hộp luôn, đầy đủ. Có cái sticker để dán luôn. Vậy bà con chỉ lấy cái này của nó, cây của nó để chọt. Rồi bà con để giấy lên thôi, để giấy lên thôi. Đây là nó có nắp nhựa này, nắp nhựa trong suốt nha, để mình có biết giấy còn trong hộp hay không để biết mình thay. Đây là nhựa, là nhựa ABS nha mọi người, rất là chắc chắn đẹp. Này, bộ sản phẩm của nó có giấy tờ đầy đủ, ok, giấy dán, giấy lao. Ví dụ bà con không bắt ok, bà con có thể dán bằng giấy này, kéo hai mặt này, rất là chắc luôn. Nếu bà con không dán thì có thể người ta cho sẵn ok dốc vít, ốc inox 34 luôn, nhưng mà còn bắt vô. Và để cái tem để bà con dán lên cái hộp này biết là giấy. Để mình bỏ vào. Đầy đủ giấy tờ luôn. Quá trời luôn. Có cái hộp không mà làm như cái máy luôn. Nếu bà con có nhu cầu đặt hàng hoặc tìm hiểu về thêm về sản phẩm này thì bà con vui lòng liên hệ với số hotline của mình trong giờ hành chính. Mình nhận được thì mình sẽ phản hồi thắc mắc của bà con trong thời gian sớm. Bên dưới đường dẫn đó, bên dưới video clip thì có đường dẫn để đặt hàng, tiến hành đặt hàng đó. Bà con có đặt hàng, bà con đặt tên đó, có đặt trên website cũng được, liên hệ qua Zalo của mình cũng được. Thường là đặt qua Zalo của mình thì mình sẽ phản hồi nhanh hơn là qua website. Website nó phải qua email mới thông báo gì cho mình. Rồi, xin chân thành cảm ơn bà con. Hẹn bà con một video clip tiếp theo. Xin chào bà con, hẹn gặp lại.